Trong hai ngày qua, mưa tuyết tại Sapa dường như luôn là thông tin nổi bật trên các báo và trang thông tin điện tử. Đó là những thông tin cập nhật về tình hình thời tiết cũng như ảnh hưởng của băng tuyết tới đời sống sinh hoạt của người dân vùng núi Sapa. Hiện tượng tuyết bất ngờ rơi dày ở Sapa sau nhiều năm khu vực này chỉ có băng giá vào mùa đông đã thu hút sự chú ý của nhiều du khách. Trên các diễn đàn du lịch, nhiều bạn trẻ đã lập nhóm rủ nhau lên Tây Bắc tận hưởng cơ hội ngắm tuyết đẹp như châu Âu. Trong ngày 15 tháng 12, khi tuyết bắt đầu rơi, đã có khoảng 2.000 khách có mặt tại thị trấn này. Nhiều người tỏ ra thích thú khi lần đầu tiên được nhìn thấy tuyết rơi. Những bức ảnh về hiện tượng này đã được ghi lại và chia sẻ trên các trang mạng xã hội và nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của cộng đồng. Tuyết rơi tại Sapa đã là hiện tượng hy hữu, có mặt tại Sapa đúng thời điểm tuyết rơi lại càng khó hơn. Vì vậy, với các du khách, những khoảng khắc chụp ảnh với tuyết trắng được coi là cơ hội hiếm có trong đời.